Siêu phẩm máy lọc nước Purit Delica mới, nước sạch thông minh tiên phong xu hướng mới. Thưa quý vị, sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nước sông dâng cao khiến cho hàng nghìn nhà dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt cô lập. Chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã khẩn trương sơ tán đổ đạc đến nơi an toàn. Dù nước lũ dâng cao, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Trà Buổi Tối thì vẫn có rất nhiều người dân tập trung tại các điểm ngập lụt để quan sát, chụp ảnh hay là livestream. Tình trạng ngập lụt, sạt lở xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, thành phố Uông Bí, huyện Bình Liêu, thị xã Quảng Yên, huyện Tiên Yên. Ngập lụt nghiêm trọng nhất là tại huyện Tiên Yên. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên, thì nước sông lên cao đã khiến cho 604 hộ dân của 11 xã và thị trấn trong huyện bị ngập lụt, 330 hộ bị chia cắt. Riêng thị trấn Tiên Yên có tới 526 nhà dân đã bị ngập. Dù nước lũ dâng cao, nhưng vẫn có rất đông người dân tò mò, tập trung để quan sát, chụp ảnh, thậm chí là livestream trên mạng. Nhiều người cho biết họ muốn cập nhật tình hình ngập lụt trên địa bàn để nhiều người cùng biết. Đến chiều nay, lũ trên các sông của tỉnh Quảng Ninh đã rút dần do trên thượng nguồn đã dừng mưa. Tuy nhiên, trước diễn biến còn khó lường của mưa lũ, tỉnh Quảng Ninh vẫn yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là, tập trung tối đa nhân lực, vật lực, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.